Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dọc trên tuyến đường tỉnh 200 từ thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đi đến địa phận xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, dài hơn 10 km, có hai làn đường không có giải phân cách, chưa có biển hạn chế tốc độ, cho nên tình trạng các phương tiện tham gia giao thông đều chạy với tốc độ cao. Trên tuyến, khi đường đưa vào sử dụng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do lái xe không kiểm soát được tốc độ đã lao xuống ruộng hoặc gây tai nạn giao thông. Theo khoản 1, 2 và 3, điều 10, thông tư 31 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đặt biển báo hạn chế tốc độ như sau. Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo công trình đường bộ, lắp đặt đầy đủ biển báo hạn chế tốc độ trước khi được công trình vào sử dụng. Đối với đoạn tuyến đường bộ đang khai thác, thuộc phạm vi quản lý, cơ quan quản lý đường bộ phải chủ động, kịp thời lắp đặt biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Việc tuyến đường này chưa có biển báo tốc độ nên tình trạng xe ô tô có thể đi trên 100 km/h. Hiện nay chỉ vì tiện lợi mà nhiều người điều khiển phương tiện thường xuyên cho xe quay đầu ngay tại chân cầu vượt nối hai đường cao tốc thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Kim Động sang xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Hành vi này rất nguy hiểm và gây tai nạn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Theo ghi nhận của phóng viên, trưa ngày 28 tháng 2, chỉ trong vòng 15 phút, có vài chục trường hợp người điều khiển phương tiện cho xe quay đầu sai quy định ngay tại chân cầu vượt, bất chấp nguy hiểm có thể xảy đến với bản thân và các chủ phương tiện khác đang lưu thông trên cầu. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao do các phương tiện đang di chuyển từ chân cầu xuống dốc phải bất ngờ giảm tốc độ, thậm chí là phải dừng hẳn để nhường đường cho những phương tiện bẻ cua, nhất là những xe có trọng tải lớn như xe container. Theo quy định của luật, không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau, cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong, tầm nhìn bị che khuất. Theo Nghị định 100/2019, NDCP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 của Chính phủ, mức phạt lỗi quay đầu xe không đúng quy định. Mức phạt lỗi quay đầu xe năm 2023 với ô tô phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông. Điểm D khoản 4, điều 5, Nghị định 100/2019 NDCP. Quay đầu xe trong hầm đường bộ. Điểm Y khoản 4, điều 5, Nghị định 100. Ngoài ra, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Điểm A khoản 7, điều 5, Nghị định 100 của Chính phủ. Quay đầu xe trên đường cao tốc, điểm D khoản 7, điều 5, Nghị định 100. Ngoài ra, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống luôn xuất hiện những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cứu giúp người bị nạn. Anh Nguyễn Ngọc Chánh là người như thế. Ba lần không đắn đo suy nghĩ, anh đã đưa các nạn nhân tai nạn giao thông thương tích đầy mình đi cấp cứu, góp phần cứu chữa kịp thời. Người đầu tiên được anh đưa đi cấp cứu năm 2001 là nam thanh niên bị tai nạn tại ngã ba quốc lộ 39 gần dốc đa Nam Chân, xã Phương Triều. Nạn nhân đang trong tình trạng đổ máu mồm, máu mũi và bị co giật. Mặc dù nhiều người hiếu kỳ đi qua nhưng không ai có ý định chở nạn nhân đi. Vụ tai nạn nó xảy ra trước mắt mình. Vì sao nó ám ảnh? Ám ảnh là vì là cái bạn nạn nhân đấy, bạn ấy còn rất trẻ, lúc về xe tôi đang đỗ gần đấy thì thôi thì anh em bế lên xe tôi chở đi. Thì thực sự lúc bây giờ trong đầu mình chỉ nghĩ mỗi cái điều là chạy nhanh nhất có thể để cứu người. Tôi thì cứu người thì đơn giản chỉ nghĩ một cái điều là đấy nó cũng là một cái hành động làm phúc. Bởi vì tôi biết là có thể rất nhiều người là họ bỏ qua. Bởi vì sao họ sợ liên lụy. Thì biết đâu một ngày nào đó có thể bản thân mình hoặc người nhà mình mà xảy ra tình huống như thế. Thì thực sự là nó là rất là thương tâm. Vụ tai nạn tiếp theo được anh Tránh mang đi cấp cứu là một nạn nhân nữ đang mang thai, trú tại thôn Muội Sảng, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, bị xe bồn chèn lên đùi. Ngay sau khi kéo nạn nhân ra được, anh đã dùng xe ô tô của mình đưa nạn nhân đi cấp cứu.
đối với chấn thương sọ não, đặc biệt là các vấn đề của chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, thì cái sơ cứu ban đầu mà được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt thì giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Hành động cứu người bị nạn của anh Nguyễn Ngọc Chánh, sẵn sàng giúp đỡ người, không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ người bị nạn mà còn góp phần khơi gợi tính nhân văn trong mỗi con người. Có thể nói, việc cứu người bị nạn không quản ngại những phiền phức của anh Chánh đã đủ là tấm gương sáng trong tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.